Xanh xanh nhà ta đúng là một tiểu thiên sứ. đúng rồi xanh xanh. Hôm nay tớ có nghiêm túc nghe giảng đấy. Vậy cậu đã nghe được gì rồi? Lúc học có thể nghe hiểu sao? đương nhiên nghe hiểu được chứ. Hôm nay đã nghe hàm số của toán học, gia tốc trọng lực của vật lý. môn tiếng anh hôm nay nghe viết từ đơn, tớ còn viết đúng người từ luôn đây nè. Xanh ca bảo Chu Dạ, cậu cúi người xuống. Cô ghé sát vào tai Chu Dạ, a Dạ của tớ lợi hại quá. nói chăm chỉ học hành liền thật sự bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. bất ngờ Chu Dạ ôm lấy cô mà thì thầm hôn môi một cái được không? Sen ca liền đẩy anh ra rồi vụt chạy. Chu dạ la lên, không cho thì không cho, chạy cái gì? Rồi chạy theo mà bế cô lên một cách gọn ghẽ. Thế này còn chạy không? Không chạy nữa không chạy nữa, cậu mau thả tớ xuống. Chu dạ, vác như vậy khó chịu lắm. Vậy tớ cõng, cậu thả tớ xuống tớ tự đi được. Đừng động. Hôn không cho hôn, cõng một lát cũng không được sao. Có người nhìn đấy, mất mặt lắm. Nhìn thì nhìn thôi còn chê lão tử mất mặt à. Được rồi, nằm sấp như vậy người khác sẽ không nhìn thấy mặt cậu nữa có điều nói đến chuyện mất mặt này. Hôm nay không mất, qua vài ngày nữa cũng sẽ làm cậu mất mặt thôi. Tuần này thi tháng 5, toàn bộ môn của tớ cộng lại, đoán chừng cũng không nhiều hơn một môn cậu thi. Xanh ca bảo vậy hay là tớ nộp giấy trắng đội sổ cùng cậu nha? Không được nộp giấy trắng, cậu phải nghiêm túc học tập nghiêm túc thi cử. Xanh ca cho rằng chúng ta giống nhau. Cậu không được nói chúng ta không giống. Vậy cậu cũng phải nghiêm túc học hành. Tớ vẫn đang chờ cậu thi được hạng nhất, ra ngoài chém gió với người khác, nói đã nghe đến hoa khôi tài sắc vẹn toàn của nhất trung chưa? đó là bạn gái của lão tử, vợ tương lai của lão tử. Ai là hoa khôi chứ, cậu đừng nói bậy. Vậy sau này có người hỏi, thì nói cậu là bạn gái của tớ có được không? Chẳng lẽ tớ không phải sao? Đã là bạn gái rồi, vậy cậu còn không cho hôn nữa? Ôi anh nhà chơi hàng gài đúng là mãi đỉnh. Xanh ca dùng hai tay mà giữ đầu anh mà bảo nhìn đường đi, không được quay đầu nhìn tớ. Chu dạ chợt thở dài, lúc trước cậu thỉnh thoảng hay hôn tớ một cái, trêu chọc tớ một cái. Khi nào thì cậu mới cho tớ hôn lại một cái, để tớ cũng được chiếm tiện nghi đây cậu tự mình đếm xem đã hôn tớ mấy lần rồi nói cứ như cậu chưa từng hôn tớ ấy hơn nữa lúc đó cậu hôn còn quá đáng hơn chu dạ bảo lúc đó tâm trạng tớ không đúng hôn không có cảm giác cũng chẳng đã tẹo nào xanh ca liền dãy ruộng hôn tớ không có cảm giác ư ha ha có cảm giác có cảm giác tớ thấy đã lắm luôn nếu đã không có cảm giác vậy sau này không cho cậu hôn nữa ấy đừng mà tớ sai rồi được chưa khi đến tiểu khu thì chu dạ mới bỏ cô xuống chu dạ hỏi còn giận sao Xanh ca bảo lười tức giận với cậu. Vậy cậu cho tớ hôn một cái nhé. Cậu đã trêu chọc tớ cả đường rồi, không hôn một cái. Đêm nay tớ ngủ không được, cậu đành lòng để tớ như vậy sao? Lúc này Xanh ca mới ngẩng mặt lên mà chờ đợi cái hôn từ Chu Dạ. Nhưng đứng một lúc thì chẳng có động tĩnh gì. Cô quê sệ mà hừ lạnh rồi chạy vụt đi, tớ đành lòng. Đêm nay cậu khỏi ngủ đi. Chu Dạ cậu đúng là ngốc chết đi được. Anh đứng ngơ ngác mà không biết mình rốt cuộc ngốc chỗ nào. Xanh ca nói thầm, Chu Dạ đúng là ngốc thật mà. Lúc nên bá đạo thì cứ nhát gan, muốn hôn thì trực tiếp hôn đi mình cũng sẽ không tức giận nhất định cứ phải hỏi đi hỏi lại mình loại chuyện này một đứa con gái như mình nếu trực tiếp nói ra vậy thì khó xử biết bao nhiêu chứ hai cái này gọi là đã nghiện mà còn ngại hai anh chị muốn hôn thì làm đại mấy cái kiểu này không những hai người mất ngủ mà chúng tôi cũng mất ngủ luôn đấy lúc này từ phía xa trợ lý của quý tổng gọi điện báo thiếu ra một tấc cũng không rời đưa xanh tiểu thư về tiểu khu tôi không cách nào gặp riêng cô ấy được đầu dây bên kia quý tổng nói vậy thì đừng đi theo nữa Tên nhóc này thông minh lại cẩn thận, đánh người còn biết phải kéo vào góc chết của camera. Cậu đừng để nó phát hiện, nếu dẫn đến hiểu lầm thì không tốt đâu. Ủa nãy đi bộ mà con xe anh dạ lấy đâu ra vậy nhỉ? Anh nghe loáng thoáng một cặp phía sau nói chuyện. Em mặc kệ, dù sao em cũng không muốn chen chúc trên xe buýt. Trên đó nhiều mùi trộn lẫn vào nhau khó người muốn chết. Hơn nữa sáng nay em còn gặp phải tên biến thái, phiền chết đi được. Chu dạ nhớ lại sinh ca, lúc trên xe buýt cô nói, không khó chịu. Đợi tớ hết cảm rồi, tớ vẫn ngồi xe máy của cậu đến trường hiện tại thời tiết dần dần trở lạnh sau này không thể dùng xe máy đưa cô ấy đi học rồi tuy rằng xanh xanh sẽ không để ý mấy thứ này chu dạ đi ngang qua trường dạy lái xe thì thầm nhủ mình luôn muốn cho cô ấy những thứ càng tốt hơn ngày hôm sau chu dạ đón xanh ca đến trường tập trung thi cho tốt đừng nghĩ đến chuyện khác tớ ở ngoài trường thi đợi cậu thi xong tớ đưa cậu đi ăn món ngon chu dạ lại nghe mọi người xung quanh bảo nhau rằng đối diện mới mở một cửa hàng bánh ngọt ngon lắm nghe nói chủ quán một tuần mới bán một lần đấy nhưng bên đó người xếp hàng nhiều lắm đó dù sao hôm nay là cuối tuần, chúng ta cứ từ từ đợi đi. Chu dạ cũng đến đó xem thử. Anh nhận được tấm phiếu, phía trước bạn vẫn còn 108 người xếp hàng chờ. Thế là Chu dạ phải chờ cho đến lượt mà mua bánh cho xanh ca. Sau khi thi xong Sinh ca đi đến thì thầm bảo. Sao cậu ấy lại buồn ngủ thành thế này rồi? Trọng sinh quay về đã lâu như vậy, mình luôn liều mạng lại gần cậu ấy, muốn ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng mình lại chưa từng thật sự tìm hiểu cậu, đi vào thế giới của cậu. Trông cậu ấy rất mệt mỏi, nhưng mình lại đoán không được vì nguyên nhân gì cô đưa tay lên mặt chu dạ tính sờ vào thì bất ngờ anh mở mắt ra và nắm lấy tay cô thi xong rồi à ừ tối qua cậu không ngủ sao chu dạ bảo ngủ rồi vừa nãy đợi có hơi nhàm chán nên chợp mắt một lúc rồi anh đưa cho cô phần bánh này ngon lắm thi vất vả rồi sen ca cho rằng lừa người cậu trông có vẻ rất mệt mỏi giống như một đêm không ngủ vậy cũng chẳng phải một đêm không ngủ do nghĩ đến cậu cả đêm sao nghĩ cậu lúc nào mới có thể cho tớ hôn một cái sen ca liền nghĩ nếu cậu ấy đã không muốn nói, thế mình liền nghĩ cách đi gài Trình Hạo nói vậy. Rồi cô bảo cậu ngốc như vậy vĩnh viễn sẽ không hôn được tớ. Chu Dạ xoa đầu cô, cậu cứ ỉ vào tớ thích cậu làm tổn thương tớ đi. Cô cầm hộp bánh mà hỏi bên trong này là gì vậy? Lúc đợi cậu nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng, nghĩ chắc hẳn sẽ rất ngon cho nên liền mua một phần. Tớ đã nhìn một chút, đối diện chỗ này có một nhà hàng Tây, phía trước còn có nhà hàng rau xào và lẩu. Buổi trưa cậu muốn ăn gì? sinh Ca nhìn Chu Dạ mà thầm cảm thán, vì mình đến chỗ này thì cậu ấy liền làm quen với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Lúc mình thi, cậu ấy sẽ bỏ thời gian đi xếp hàng giúp mình mua bánh ngọt ngon. Cậu ấy luôn dùng cách của cậu ấy, cố gắng cho mình những thứ tốt nhất. Cô dạng dỡ mà nói rằng có cậu tớ rất hạnh phúc. Xanh xanh nên được sống hạnh phúc. Rồi nói thầm, tiểu tiên nữ của mình nên bình an vui vẻ, hạnh phúc an khang. Chu dạ hỏi buổi trưa muốn ăn gì, cô bảo đi ăn món xào của quán phía trước đi. Được điều nghe theo cậu. Bất ngờ Trình Hạo gọi điện đến Chu Dạ, anh dạ, bên đường Hoa Tân một vừa mở một quán bia, lát nữa ăn xong cùng đi qua đó chơi đi. Chu dạ liền bảo không đi không có rảnh. Sao vậy đang ngủ bù mà? Không có tôi đang ở cạnh xanh xanh. Anh dạ có vợ rồi quên anh em à? Được thôi vậy em và đám thẩm tinh cùng đi vậy. Xanh ca nói cậu có chuyện, thì cứ đi làm đi không cần cố ý ở bên cạnh tớ đâu. Tớ không có chuyện cần làm. Vừa nãy là Trình Hạo gọi đến cậu ta rủ tớ cùng đi chơi. Cô liền hớn hở, Trình Hạo rủ cậu chơi gì vậy tớ cũng muốn đi. Sau khi ăn trưa xong cậu đưa tớ theo cùng nha cô nhìn chu dạ với vẻ mặt thành khẩn được không cô nghĩ mình sẽ từ từ bước vào thế giới của cậu ấy không chỉ bên cạnh cậu ấy ở bên ngoài chu dạ bảo xanh xanh là đang làm đúng sao cô thoải mái thừa nhận đúng đó vậy được tớ sẽ đưa cậu đi có điều người chơi ở đó cơ bản đều là con trai nếu cậu đi cảm thấy nhàm chán cứ việc nói với tớ tớ đưa cậu đi trước lúc đến nơi thì trình hạo ngạc nhiên mà ồ lên chẳng phải người nào đó nói không đến à anh dạ người ta không phải trực tiếp đưa bạn gái qua cùng rồi hay sao một người bạn đến mời chu dạ điếu thuốc đã lâu không gặp anh chu dạ không do dự mà bảo cay rồi làm cậu ta một phen ngơ ngác đến đứng hình một cậu khác đến hỏi vậy vị mỹ nữ bên cạnh anh dạ này là chu dạ liền bảo là bạn gái tôi xanh ca cũng dạng dỡ nhiệt tình giới thiệu xin chào tôi là xanh ca bọn họ liền nhanh nhảu em chào chị dâu chị dâu muốn uống gì cứ tự lấy lần đầu gặp mặt em sẽ mời chị dâu uống xanh ca hơi bối rối vậy cảm ơn anh trước chu dạ thì thầm với xanh ca tớ đi lấy một chai sữa chua cho cậu bạn trai cậu trả tiền. Cô gật đầu lia lịa, được được. Lúc này Trình Hạo qua hỏi cô biết chơi bia không? Nếu không biết vậy cậu đến đây sẽ thấy nhàm chán lắm đấy. Cô cười tươi mà trêu Trình Hạo, sẽ không đâu, tớ có thể nhìn thấy cảnh tượng Chu Dạ nhà tớ giết cậu đến khóc chít chít, làm sao nhàm chán được. Trình Hạo liền quay qua Chu Dạ, anh nghe vị nhà anh nói kìa. Anh mau quản chút đi. Chu Dạ bảo quản không nổi vẫn luôn là cô ấy quản tôi. Trình Hạo bị đút cơm chó cho ngập mồm, há hóc mà thầm hét, hôm nay lẽ ra mình không nên gọi hai con hàng này tới. Chu dạ nhìn xanh ca mà hỏi muốn chơi hay không? Cô bảo tớ không biết chơi cái này. Vậy tớ dạy cậu chơi. Cô dạng dỡ mà đồng ý ngay. Cô nghĩ nếu như vậy giữa chúng ta có thể tương tác nhiều hơn một chút rồi. Thế rồi xanh ca cầm cây cơ mà làm theo hướng dẫn của chu dạ. Đầu tiên nhắm chuẩn bi số 7 đánh qua. Sau một lúc ngắm nghía kỹ càng cô đánh cái bốp, viên bi cái như tránh né các bi khác một cách hoàn mỹ. Chu dạ cười mà ăn ủi, không sao, vừa bắt đầu đánh không trúng là chuyện rất bình thường. Thế là cái thứ hai cũng tiến triển hơn mà nhẹ nhàng chạm đến bi số 1 chu dạ vẫn động viên không sao lần này có tiến bộ rồi thêm lần nữa phát thứ ba vẫn là tránh né các bi khác một cách hoàn mỹ cô bất mãn bảo không học nữa cái này không chơi được rồi chu dạ vẫn chưa bỏ cuộc mà muốn cầm tay chỉ việc cô cũng đồng ý và sẽ thêm một lần cuối này thôi chu dạ nắm tay cô mà cái mặt cô lại đỏ ôi chỉ đánh bi a thôi mà căng thẳng vậy sao cô hồi hộp đến lắp bắp không không có căng thẳng rồi vô thức mà quay đầu qua chu dạ xanh xanh đừng nhìn tới nha nhìn bi a đi cô ngượng đến mặt mày đỏ bưng cuối cùng nhờ sự chỉ giúp tận tình thì trái bi cũng trúng vang lên tiếng cốt. Thế nào, cảm giác không tệ chứ? Xanh ca bỏ cây cơ súng bảo tớ vẫn không học nữa. Cậu đi chơi cùng đám trình hạo đi. Tớ qua bên kia ngồi một lúc, tớ xem các cậu chơi. Chu dạ nhìn cô quay đi mà nghĩ rằng bình thường rất biết trêu chọc mà. Sao hôm nay lại đột nhiên căng thẳng như vậy? Lẽ nào vì nơi này quá nhiều người sao? Xanh ca đang ngồi thì nghe bên ngoài có giọng nói khá là quen thuộc. Tử hào, quán mới mà cậu nói chính là nơi này à? Đúng, nơi này tôi đã làm xong thẻ hội viên trước rồi chỉ cần báo ra tên xanh tử hào của tôi, bàn ở nơi này các cậu cứ tùy ý chơi. Nghe đến tên thì xanh ca liền nhớ đến bác cả, lúc giàn co mà đẩy cô rơi xuống lầu. Cô sợ hãi và bất an. Tuyệt đối không thể để sánh tử hào nhìn thấy mình. Nếu bị hắn nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nói với bác cả chuyện mình cùng bà nội lên chuyển nhà đến đế kinh. Chu dạ nhìn cô ngồi run rẩy mà hỏi xanh xanh sao vậy? Cô nhào đến úp mặt vào ngực chu dạ như trốn tránh mà bảo muốn về nhà. Nhưng cô không muốn đi ra cửa chính, ở đây còn cửa ra nào khác hay không? cô nhủ thầm xanh tự hào ở bên kia, mình không thể mạo hiểm đi qua như vậy được. Lập tức Chu Dạ lấy cái áo trùm lên đầu cô và trấn an, "Đừng sợ, tớ lập tức đưa cậu về nhà." Khi ra khỏi thì Chu Dạ sốt ruột, "Mà hỏi vừa nãy ở quán bia đã nhìn thấy ai vậy, khiến cậu sợ thành như vậy?" Xanh ca giấu giếm mà bảo không thấy ai cả. Chu Dạ cau mày quát, "Đã bị dọa thành như vậy rồi còn nói không thấy." Chu Dạ hất mặt cô lên, "Tớ hỏi lại lần nữa vừa nãy đã nhìn thấy gì? Nếu cậu muốn giấu, tớ có thể tự mình đi tìm ông chủ điều tra camera." đến lúc đó tớ sẽ tự mình nghĩ người kia đã từng làm gì cậu khiến cậu sợ hãi thành như vậy senka nếu là tớ tự nghĩ vậy tớ sẽ nghĩ đến tất cả những hình ảnh u ám tàn nhẫn nhất đến lúc đó chính bản thân tớ cũng không biết sẽ làm những gì để trả thù lại đâu senka nhớ lại cảnh chu dạ giết hại vợ chồng bác cả trả thù cho cô ở kiếp trước cô sợ hãi bảo chu dạ cậu đừng nghĩ vậy vừa nãy cái người tớ nhìn thấy ở quán bia là anh họ của tớ chu dạ ngạc nhiên hỏi thế tại sao cậu lại sợ hắn như vậy hắn từng ức hiếp cậu xanh ca nhủ thầm nếu cứ che giấu tiếp chu dạ sẽ chỉ càng thêm lo lắng nếu cậu ấy lại làm ra vài chuyện cực đoan không thể vãn hồi vậy thì tệ rồi cô bảo thật ra là tớ không phải người đế kinh tớ và bà nội chuyển từ hải thành đến vì bác cả lừa tiền nhà tớ còn suýt chút ra tay đánh bà nội không ai bảo vệ tớ và bà nội cho nên chỉ có thể chuyển đến nơi này cái người hôm nay gặp được chính là con trai của nhà bác cả xanh tử hào nếu bị hắn biết tớ ở đây hắn nhất định sẽ nói lại với bác cả như vậy tớ và bà nội sẽ không còn những ngày tháng yên ổn bà nội tuổi tác đã lớn rồi, tớ phải bảo vệ cho bà. Sinh ca nắm lấy tay Chu Dạ, có điều cậu không cần lo lắng, họ chỉ là hơi tham tiền thôi. Chỉ cần tớ không để ý đến bọn họ thì sẽ không có chuyện gì. Cô nghĩ kiếp trước mình vì mềm lòng mới bị dụ đến nhà bác cả, bằng không cũng sẽ không mất mạng trong tay của bọn họ. Kiếp này mình nhất định phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ. Lúc này Chu Dạ hỏi vậy bố mẹ cậu đâu? Bọn họ không quản hay sao? Sinh ca nức nở bảo lúc tớ còn nhỏ bố đã đi rồi. Sau đó mẹ quá nhớ thương bố, vài năm sau cũng đi theo ông ấy, tớ chỉ còn bà nội thôi. có điều hiện tại tớ còn có a dạ nữa, đã hạnh phúc hơn lúc trước rồi. anh ôm chặt lấy cô, đừng sợ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu và bà nội. xin lỗi là do tớ xuất hiện quá trễ, để tiểu công chúa cậu phải chịu nhiều tội như vậy. rồi liền hỏi vậy trước đây bọn họ có đánh cậu không? xanh ca cúi mặt bảo rằng bọn họ chỉ hơi hám của thôi. có lần bọn họ nhốt tớ với bà trong nhà, ép bà lấy sổ tiết kiệm đưa cho bọn họ. nhưng sau đó cảnh sát đã tới nên không sao nữa. sau đó tớ với bà đến đế kinh, những chuyện đó đều đã qua ba mẹ cũng đi đã nhiều năm tớ cũng đã quen với cuộc sống hiện tại vậy nên a à, dạ cậu đừng buồn những chuyện đó đều đã qua hơn nữa bây giờ có cậu bên cạnh tớ đã rất hài lòng rất vui rồi chu dạ ôm lấy cô thầm bảo đúng là đồ ngốc rõ ràng rất buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi mình làm mình yên lòng nếu đời này mình không cho cô ấy hạnh phúc được vậy thì cả đời này mình sẽ không thể an tâm xanh ca bảo chu dạ cậu không được làm bất kỳ chuyện cực đoan nào cũng không được làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào nghe chưa tớ còn phải chăm sóc cậu với bà nữa mà Yên tâm đi tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Xanh ca lấy ra một cái vòng rồi đeo vào tay Chu Dạ, chiếc vòng tay này tớ đã đeo nhiều năm rồi. Hôm nay tớ nói cho cậu nghe bí mật của tớ, không phải là muốn làm gì vì tớ, mà là muốn nói với cậu, tớ đã mất đi ba mẹ nên tớ không muốn mất cả cậu nữa. Sau này khi cậu làm bất kỳ chuyện gì đều phải nghĩ đến tớ đấy nhé. Được, sau này tớ làm bất kỳ chuyện gì đều sẽ nghĩ tới xanh xanh. Sau đó Chu Dạ đến quán bia mời ông chủ một điếu thuốc, rồi anh bảo có thể kiểm tra camera ngày hôm nay không? bạn gái tôi đưa tín vật đính ước nhưng tôi lại làm mất, bây giờ đang nổi cáo với tôi. Tôi muốn xem cái thứ đó có rơi trong này không? Ông ta nhận lấy điếu thuốc rồi nhiệt tình bảo được được, không vấn đề. Cậu ngồi đây xem đi. Có cần gì thì cứ nói với tôi. Thế rồi Chu Dạ nghiêm túc ngồi vào màn hình máy tính. Chu Dạ tôi đến khúc mà sinh ca run sợ. Rồi phóng lớn hình mà cho là tên tử hạo lên. Chu Dạ ngấm ngầm. Cùng là người trong một nhà, mà lại bắt nạt xanh xanh đến mức ép cô ấy rời khỏi quê hương. Dựa vào đâu mà mày có thể thoải mái ăn chơi ở đây? tối hôm đó chu dạ lại đến chỗ mà trong camera ở quán bia chúng đã hẹn vì tử hạo hết tiền nên nhóm bạn không cho hắn theo nên hắn hậm hực mà lùi thủi đi về vừa đi vừa chửi bới thì chu dạ ở sau mà cho hắn ăn một đạp khiến hắn té sắp mặt còn mẹ nó mày là ai lại dám đánh ông dứt câu thì chu dạ dùng tay bịt miệng lại rồi ngồi trên lưng tử hạo mà liên tiếp đấm vào mặt hắn chu dạ thầm mắng một lũ khốn nạn bắt nạt một đứa con gái thì có bản lĩnh gì trộm tiền từ cô ấy rồi sống thoải mái hạnh phúc mày thật đáng chết Chu Dạ tức giận mà cứ thế đánh hắn không chịu dừng, bất ngờ nhìn thấy vòng tay thì Chu Dạ khựng lại. Cho nốt một phát rồi Chu Dạ mới chịu buông tha, sau này làm nhiều chuyện tốt vào. Đừng có đi bắt nạt con gái nữa, nếu không ông đây sẽ lấy mạng mày. Lúc này Sinh Ca gọi điện hỏi Trình Hạo, xin lỗi lại làm phiền cậu rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Chu Dạ lại quen một cô gái mới à? Ngoài việc đi cùng tôi mỗi ngày ra, có phải cậu ấy còn đi cùng cô ấy không? Cô nghĩ nếu mình trực tiếp hỏi tối qua Chu Dạ đã làm gì, Trình Hạo chắc chắn sẽ giấu cho cậu ấy. Trình Hạo liền khó chịu, cậu nghĩ gì vậy dạ ca của tôi là người như vậy sao ngày nào cậu ấy không đi cùng cậu thì cũng đi kiếm tiền ngay cả đi ngủ cũng không có thời gian nào có thời gian mà đi với người khác chứ xanh ca ngạc nhiên hỏi cậu ấy đang làm gì kiếm tiền ở đâu trình hạo thản nhiên cho biết giúp người ta sửa xe ở đại lý xe hơi chủ là tay đua chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới a bớt tất cả xe của anh ta đều do người đàn ông của cậu sửa đấy thời gian gần đây rất eo hẹp người ta lại chỉ bảo cậu ấy sửa dạ ca bận tới nỗi hai ngày nay chưa ngủ xanh ca vô cùng sửng sốt cậu ấy đã hai ngày không ngủ cậu ấy liều mạng như vậy làm gì chứ dạ ca nói là phải kiếm tiền gấp muốn mua xe ô tô trước mùa đông gần đây cậu ta đang thi lấy bằng lái xe cứ lúc nào rảnh là lại ôm điện thoại luyện đề xanh ca liền nghĩ cậu ấy muốn mua xe gấp chẳng lẽ là vì mình sao cô nhớ đến cảnh lúc trước chen chút trên xe buýt chu dạ có nói rằng sẽ không để cô đi xe buýt mãi đâu cô tự hỏi cậu ấy liều mạng như vậy làm gì mình thật sự không để tâm đến những thứ đó mà tại gara ô tô Lúc này Trình Hạo hỏi chẳng lẽ dạ ca chưa nói với cậu những điều này sao? Cậu ấy sẽ không nói với tôi đâu. Trình Hạo bây giờ mới biết thì đã kể sạch sẽ rồi, tiêu rồi mình bị gài rồi. Rồi quay sang Chu Dạ, công chúa nhỏ nhà cậu tệ lắm, cô ấy gài tôi. Vừa này cô ấy gọi điện thoại hỏi tôi buổi tối cậu làm gì, tôi lỡ mồm nói hết rồi. Tôi nói cậu đã hai ngày chưa ngủ, cô ấy nghe xong thì đau lòng lắm. Thế rồi Trình Hạo đưa điện thoại cho Chu Dạ, Chu Dạ cầm lấy và bảo sau này đừng nói với cô ấy những chuyện này nữa, cô ấy sẽ lo lắng đấy trình hạo xua tay nhăn nhó tôi cũng không muốn nói nhưng cô ấy gài tôi chu dạ nghe máy thì xanh ca liền hỏi anh đang làm gì đang nghĩ tới cậu nghĩ về cái gì đương nhiên là gì cũng nghĩ rồi nghĩ về chuyện ôm xanh xanh ngủ ô cậu còn muốn ngủ à tối ăn cơm chưa ăn rồi ăn gì cơm thịt bò tớ hỏi bao nhiêu câu có câu nào của cậu là thật không chu dạ hốt hoảng đương nhiên tất cả đều là thật tớ đâu dám nói dối cậu cô lại hỏi tối qua cậu ngủ có ngon không tối hôm trước nữa ngủ có ngon không Chu Dạ hết cách đối phó nên năn nỉ, tớ sai rồi cậu đừng giận, sau này tớ sẽ không giấu cậu nữa. Hứ, tớ giận rồi. Vậy giờ tớ quỳ bên giường cậu cả đêm để nhận lỗi với cậu có được không? Cô nghe vậy thì phụt cười. Ai bảo cậu quỳ đâu, và lại giờ cậu mà vào nhà là bà tớ sẽ coi cậu như tên trộm mà đánh chết đấy. Chu Dạ bảo đánh chết thì đánh chết đi, chỉ cần có thể khiến xanh xanh hết giận là được. Muốn chết vậy à, nếu cậu chết thì tớ phải làm sao? Cậu đối xử với bản thân mình tốt hơn có được không? Cậu mới 19 tuổi, tương lai của chúng ta còn dài cậu có nhiều thời gian để kiếm tiền mà vừa nãy tớ nghe thấy trình hạo nói cậu đã hai ngày chưa ngủ rồi tớ đau lòng lắm tớ hy vọng sự xuất hiện của tớ mang lại niềm vui cho cậu chứ không phải để tăng thêm áp lực với gánh nặng cuộc sống cho cậu tớ thật sự không để tâm đến việc đến trường bằng phương tiện gì cũng không để tâm đến bất kỳ thứ vật chất nào khác tớ chỉ để tâm đến việc mỗi ngày cậu có được bình yên hạnh phúc không xanh xanh cậu không phải gánh nặng cậu cũng không tạo áp lực cho tớ trước khi gặp được cậu tớ không có mục tiêu tớ mất phương hướng ngày nào cũng sống kiểu dở dở ương ương nhưng bây giờ tớ đã có phương hướng với mục tiêu tớ muốn có một tương lai tốt đẹp với cậu đây không phải gánh nặng mà là trách nhiệm của một người đàn ông có cậu tớ làm gì cũng thấy vui hơn trước còn nữa cậu cũng đừng nghe trình hạo nói linh tinh tớ có chừng mực tớ sẽ không để bản thân mình bị kiệt sức đâu kiệt sức thì sau này bế cậu thế nào được cậu đừng để bản thân mình mệt là được nếu không tớ sẽ đau lòng lắm không còn sớm nữa tớ phải chuẩn bị đi ngủ đây cậu nhớ phải nghỉ ngơi sớm nhé sau khi tắt máy chu dạ bật điếu thuốc mà ngồi suy tư muốn bảo vệ cô ấy trở thành chỗ dựa của cô ấy thì mình không thể dùng cách cực đoan này nữa nếu mình xảy ra chuyện sau này còn ai có thể chăm sóc cô ấy có lẽ mình nên nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể thực sự trở thành chỗ dựa cho cô ấy lúc này trình hạo đi ra ngồi xuống hỏi hôm nay cậu sao vậy sao trông nhiều tâm sự vậy sau một lúc nghị ngợi chu dạ bảo ngày mai là ngày cuối cùng tôi đi học tôi bỏ học rồi sau này ở trường cậu giúp tôi để ý xanh xanh nhé trình hạo kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì sao đột nhiên cậu lại quyết định bỏ học xanh xanh không có ba mẹ cô ấy với bà cô ấy không có chỗ dựa thậm chí còn bị chính người thân của mình bắt nạt đến mức phải rời xa quê nhà vậy nên tôi phải trở thành chỗ dựa cho hai người họ tiếp tục học cũng chỉ lãng phí thời gian với tôi có khoảng thời gian này tôi đã có thể làm được rất nhiều chuyện rồi vậy sau khi nghỉ học cậu muốn làm gì tôi muốn đi làm ăn riêng đi sửa xe dù sao trước đây tôi cũng không hay đến trường nhân dịp này dứt khoát bỏ học luôn trình hạo hỏi vậy xanh ca có đồng ý không tôi thấy cô ấy rất để tâm tới cậu, nếu cậu không đi học nữa cô ấy sẽ rất buồn đấy. Chu dạ bảo tôi sẽ không nói rõ với cô ấy đâu. Vậy tại sao ngày mai còn muốn đến trường? Dù sao cậu cũng đã muốn nghỉ học, ngày mai lại đến cũng không để làm gì mà. Chu dạ bảo tôi muốn làm bạn cùng lớp của cô ấy một ngày, xem lúc cô ấy lên lớp có dáng vẻ gì. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ rất ngoan, rất chăm chỉ. Được, dạ ca cậu muốn nghỉ học thì tôi nghỉ cùng cậu. Dù sao cậu làm gì tôi cũng theo cậu hết mà. Chu dạ ngạc nhiên bảo cậu đừng để tôi làm ảnh hưởng, chính tôi còn không biết con đường sau này sẽ ra sao mà và lại nếu không theo được sau này tôi với cậu có khi cả bánh bao cũng không có mà ăn ấy vậy thì tôi uống gió tây bắc với cậu dù sao dạ ca đi đâu tôi cũng sẽ theo đó sáng hôm sau chu dạ đến đón xanh ca đi học vừa gặp thì cô đã chạy đến ôm lấy anh đoán xem tớ mang gì ngon cho cậu này trả lời đúng sẽ có thưởng chu dạ liền nói bánh bao thì không đúng rồi anh bảo là sủi cảo cậu giỏi quá hai phát đã đoán đúng rồi tớ đoán đúng rồi thế phần thưởng là gì vậy phần thường có thể tự chọn không cô chưa kịp hỏi anh muốn gì thì chu dạ đặt nụ hôn lên miệng cô một lúc sau anh buông ra liền cảm ơn phần thưởng của xanh ca rồi bất ngờ chu dạ lấy ra một vòng tay đeo vào tay cô làm gì mà tự nhiên muốn tặng tớ vòng tay vậy cậu cất giữ vòng của cậu nhiều năm như vậy mà lại đưa cho tớ tớ đâu thể để cho tay cậu chống không được cậu cho tớ vòng tay để tớ nhớ cậu nhiều hơn vậy sau này xanh xanh cũng phải nhìn vòng tay để nhớ đến tớ nhiều hơn đấy nhé được để tình cậu có lòng như vậy sau này tớ sẽ nhớ cậu nhiều hơn khi đến lớp thì xanh ca xua tay tớ phải vào lớp đây chưa chúng ta lại gặp nhau nhưng chu dạ vẫn theo cô vào thì xanh ca ngạc nhiên hỏi sao cậu cũng vào đây chu dạ bảo tớ vào học chung với xanh xanh lúc này cô giáo cũng bảo các em mau ngồi vào đúng vị trí của mình đi nào cô có vài chuyện muốn nói kể từ hôm nay bạn chu dạ bạn trình hạo với bạn thẩm tinh sẽ chuyển đến lớp của chúng ta để học cùng các em hy vọng các em có thể đoàn kết cùng nhau tiến bộ ngoài ra chỗ ngồi cũng có sự thay đổi về phần chỗ ngồi lớp trưởng đã dán sơ đồ lên tường bên cạnh bảng đen rồi các em mau chóng đổi chỗ ngồi của mình trước khi vào tiết một nhé. Sơ đồ lớp được thay đổi như sau. Ngô Ưu và Lý Viên. Xanh ca và Chu Dạ. Trình Hạo và Thẩm Tinh. Xanh ca ngạc nhiên hỏi Chu Dạ cậu đã tìm cô giáo để chuyển lớp sao? Nếu không phải tại sao tự nhiên cô lại cho các cậu chuyển lớp hết vậy? Chu Dạ thì thầm vào tai cô mà trêu chọc, chắc là vì chuyện tớ thích cậu rõ ràng quá bị cô giáo biết được, nên các cô đã đưa tớ đến bên cậu. Cô ngượng ngùng cúi mặt mà lý nhí, cậu nói như thế nếu để người khác nghe thấy, thì bọn họ lại bắt đầu bàn tán về cậu đấy. Chu Dạ bảo tớ không để ý bọn họ nói gì, nhưng Sinh Ca lại la lớn, "Tớ để ý, tớ ghét việc bọn họ bàn tán về cậu." Làm Chu Dạ kinh ngạc một phen. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Sinh Ca hôm nay tiết một là tiết tiếng Anh, cậu lấy sách ra đây tớ giảng cho cậu với trình hạo. Khi Sinh Ca mở quyển tập ra, thì ngạc nhiên mà hỏi sao cuốn tập của cậu sạch sẽ vậy. Chu Dạ thản nhiên đáp, "Sạch tí thì không tốt à? Con người tớ thích sự sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức không có chữ nào, có phải cậu chưa từng mở sách ra bao giờ không?" Ai nói tớ chưa mở ra bao giờ, rõ ràng tớ có mở một lần rồi. Đến giờ vào tiết một, Chu Dạ nhìn Sinh Ca mà nói thầm. Giống y như mình tưởng tượng, cô ấy trông rất ngoan ngoãn, rất nghiêm túc. Nếu có thể luôn được lên lớp cùng cô ấy thì tốt rồi. Lập tức Sinh Ca đưa qua trước bàn Chu Dạ, tờ giấy viết đừng nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi. Chu Dạ ra dấu ok, được rồi không nhìn nữa thì anh lăn ra ngủ vậy. Được một lúc thì Sinh Ca chọc chọc, mà bảo Chu Dạ tập trung nghe giảng đi không được ngủ nữa. Chu Dạ liền bảo nghe không hiểu, không muốn nghe. Xanh ca liền nghĩ thầm, rõ ràng hai hôm trước còn nói muốn tập trung nghe giảng, sao hôm nay tự nhiên lại biến thành như này rồi? Cô liền hỏi cậu nghe không hiểu chỗ nào, tớ nghe không vào, nghe tiết này giống như nghe sách trời ý, càng nghe càng buồn ngủ. Cậu chăm nghe giảng vào, đừng quan tâm tớ. Xanh ca bảo sao tớ có thể không quan tâm cậu được? Rồi cô thầm nhủ, bỏ đi, ngày tháng sau này còn dài, chỉ cần bọn mình cùng một lớp mình sẽ luôn có cách để cậu ấy học. Lúc này là giờ tự học buổi tối, cậu xem, đường phụ này vẽ từ chính giữa đây có phải ra đáp án rồi không? Chu dạ nói có lẽ tớ nghe không hiểu đâu, còn nghe nữa là não tớ nổ tung luôn đấy. Nhưng xanh ca bảo không được, chu dạ viết lên giấy, tớ chăm chỉ nghe giảng, vậy xanh xanh cho tớ hôn một cái được không? Cô liền đạp vào chân chu dạ mà bảo tớ từ chối. Rồi hừ lạnh, cậu còn không đàng hoàng thì tớ còn có thể hung dữ hơn đấy. Tớ phạt cậu, bất ngờ mất điện cả phòng học tối đen. Mọi người nháo nhào lên, tranh thủ chạy đi, nếu không lát nữa lại có điện thì không chạy được nữa. Còn chu dạ thì lại nhân lúc này mà hôn xanh ca một cách ngấu nghiếng đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Hôn đã cái nư rồi hỏi xanh xanh muốn phạt tớ thế nào. Vừa nãy còn chưa nói xong cậu tiếp tục nói đi, tớ lại gần để nghe đây. Xanh ca vừa mở miệng thì chu dạ lại bịt lại, nhỏ tiếng chút nếu không người khác sẽ nghe thấy đấy. Lúc này trình hạo lại hô lên, các cậu còn không đi đi, là đang đợi lát nữa có điện rồi bị giữ lại để học tiếp sao. Cơ hội hiếm có khó tìm các bạn học mau rút đi. Chuồn thôi, dù sao cũng là tiết tự học cuối cùng rồi. Rút mau rút mau, lúc này về nhà còn có thể cày phim nữa đấy. Chu Dạ bảo xanh xanh, chúng ta cũng đi chứ. Nhưng xanh ca chưa muốn đi vì bây giờ mọi người ồ ạc rời đi rất đông. Xanh ca lại bật đèn led điện thoại lên, để tớ giảng tiếp câu toán vừa nãy, giảng xong thì chúng ta đi. Ôi thế này thì chăm chỉ quá. Sau một lúc xanh ca hỏi nghe lại có hiểu không? Chu Dạ vẫn lắc đầu bảo không hiểu. Có phải cậu muốn hôn tớ không? Thế nên mới nghe không vào chữ nào. Á à, bị cậu phát hiện rồi. Lúc trở về trên đường xanh ca bảo Chu Dạ, sau này ở trên lớp cậu đừng làm vậy trước mặt các bạn học nữa nếu bị nhìn thấy thì bọn họ sẽ hiểu lầm cậu đấy. Thế nên ý của xanh xanh là chỉ cần không ở trên lớp, không làm vậy trước mặt các bạn học là được. Vậy giờ có được không? Chưa kịp từ chối thì Chu Dạ lập tức mà hôn cho thỏa thích. Một lúc sau xanh ca ngợ vực nhìn Chu Dạ hỏi, cậu hôm nay bất thường lắm. Bình thường đều hỏi trước có thể hôn được không? Chu Dạ ngắt lời, bất thường sao? Có lẽ là vậy, hôm nay tớ làm vậy là muốn cho cậu giữ lại chút kỷ niệm sâu sắc ở trường, tớ sợ tớ không ở đây xanh xanh sẽ dần dần quên đi tớ. Xanh ca ngạc nhiên hỏi không ở đây ư? cậu muốn đi đâu? Trước đây tớ đã từng hỏi cậu có cho hôn không, là do tớ sợ tương lai có một ngày cậu sẽ hối hận, vì đã từng thân mật với tớ. Dù sao cậu cũng còn nhỏ, sau này sẽ lên đại học, sẽ tìm được một công việc tốt, có lẽ sau này cậu còn gặp được rất nhiều rất nhiều người đàn ông ưu tú hơn. Thế nên tớ muốn để cậu chọn điều tốt hơn. Nhưng tớ đột nhiên phải rời đi, tớ mới phát hiện tớ không vĩ đại như vậy, thậm chí còn ích kỷ muốn chiếm lấy cậu hoàn toàn sau đó rời đi. Senka sốt ruột, hôm nay cậu sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu còn không nói cậu muốn đi đâu nữa. Chu Dạ Bảo, tiết học hôm nay tớ nghe không hiểu gì cả. Không chỉ hôm nay, tất cả các tiết tớ đều nghe không hiểu. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, tớ cứ nghe là buồn ngủ, mỗi tiết tớ đều cố gắng chịu đựng. Thà cứ lãng phí thời gian như vậy chi bằng đi làm việc khác. Thế nên tớ quyết định bỏ học, không học nữa. Dù sao tớ cũng không thể thi được đại học, đi làm sớm vẫn tốt hơn, tiếp tục ở lại trường cũng chỉ lãng phí thời gian. Sinh ca liền nghĩ, đột nhiên cậu ấy muốn bỏ học chắc chắn là vì biết được mọi chuyện trong nhà mình thế nên cậu ấy mới muốn bỏ học ôm suy nghĩ đi kiếm tiền hôm nay cậu ấy cứ trong trạng thái chán trường chắc là vì muốn để cho mình thấy cậu ấy muốn khiến mình cảm thấy cậu ấy không thích đi học sau đó cho phép cậu ấy bỏ học chu dạ ôm lấy cô mà bảo cho dù tớ nghỉ học thì mỗi ngày tớ vẫn sẽ đến đưa cậu đi học cậu ở trường đừng thích người khác có được không xanh ca bảo tớ không muốn cậu bỏ học đâu cậu bỏ học là vì tớ sao chu dạ quay đi né tránh không phải vì cậu tớ không muốn đi học nữa thôi cậu nhìn tớ có giống người thích học không tớ vừa nghe giảng đã muốn ngủ lúc vào học còn hay bị thầy cô mắng nữa. Tớ thấy cứ như vậy khá khó chịu, thế nên tớ mới muốn bỏ học. Xanh ca ứa nước mắt bảo tớ không tin. Cậu bị thầy cô mắng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, nghe giảng không hiểu cũng chẳng phải nay mới nghe không hiểu. Vì sao sau khi biết chuyện trong nhà tớ cậu tự nhiên lại muốn bỏ học đi làm? Tối qua tớ đã nói với cậu, cậu mới 19 tuổi thôi cậu đừng nóng vội như vậy nữa. Chúng ta có thể từ từ trưởng thành, cậu đừng ép mình quá, được không? Chu dạ nghĩ thầm, mình của bây giờ không có gì cả, để trở thành chỗ dựa cho cô ấy chỉ có thể ép mình đẩy nhanh tốc độ chu dạ bảo được rồi chuyện thôi học tớ đã quyết định xong hôm nay tớ nói với cậu một tiếng thôi rồi nắm tay xanh ca bảo đi thôi tớ đưa cậu về cô hất tay chu dạ ra cậu muốn bỏ học thì đừng nắm tay tớ nữa sau này cũng đừng đưa tớ đi học nữa tớ cũng không để ý tới cậu nữa xanh xanh cậu phải lý trí chút tớ không thi được đại học đâu cho dù năm nay không đi làm thì năm sau cũng phải đi cậu đừng cứ chống lại sự thật như vậy có được không chu dạ ôm lấy cô mà an ủi tớ không muốn lý trí chỉ muốn cậu thôi xanh xanh nghe lời tớ không muốn nghe lời. Cậu muốn bỏ học tớ không nghe. Cô nghĩ rằng thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta. Trước đây cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn của cuộc đời, mình không muốn cậu ấy lại hối hận. Cô bảo bây giờ tớ sống rất tốt, cậu đừng bỏ tớ đi trước, cũng đừng nghĩ gì trước mặt tớ. Cậu như vậy tớ không vui chút nào mà tớ thấy đau lòng khó chịu lắm. Tương lai còn dài chúng ta cứ đi từ từ, năm nay không vội, có được không? Sen ca ỏa lên khóc nức nở, Chu Dạ liền an ủi cô đừng khóc nữa. Sen ca bảo cậu đừng bỏ học nữa thì tớ không khóc nữa xanh xanh cậu cố ý phải không khóc to là cố ý nhưng không muốn cậu bỏ học là thật cậu đừng bỏ học nữa có được không cậu ở trường với tớ có được không sau một lúc nghĩ ngợi chu dạ bảo được xanh ca liền hớn hở khoác tay chu dạ bảo tốt quá sau này chúng ta lại có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn rồi thế rồi chu dạ đưa cô về vừa đi vài bước thì gặp trình hạo đi đến trình hạo bảo quay lại lấy sách để mai đỡ phải mất công đi xanh ca nhìn trình hạo với vẻ ngạc nhiên chu dạ liền bảo cái đó cậu đừng lấy nữa đợi lát nữa về giải thích cho cậu rồi vứt chìa khóa sang Trình Hạo, nháy mắt ra hiệu, cậu giúp tôi lấy xe đi. Trình Hạo chụp lấy bảo được. Sau khi Trình Hạo đi thì Chu Dạ bảo với Xanh Ca, hôm nay tan học sớm tớ cõng cậu về có được không? Nếu cậu muốn ở lại lâu hơn chút chúng ta có thể nắm tay đi về, nếu không cậu cõng tớ sẽ mệt lắm. Chu Dạ liền cõng cô lên bảo không sao, tớ cõng cậu, trong lòng tớ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cô hỏi Chu Dạ có phải cậu khai gian tuổi không? Tớ cảm thấy cậu không giống chàng trai 19 tuổi gì cả, giống như một ông già hơn. Chu Dạ quay ngoắt sang, cậu nói lại lần nữa tớ giống cái gì giống ông già suy nghĩ của cậu sâu sắc không phù hợp với độ tuổi của cậu chút nào cậu cứ luôn nghĩ nhiều sau đó trong lòng cảm thấy chán nản rồi tự mình tiêu hóa chúng có phải a dạ của tớ không có cảm giác an toàn không vậy nên gặp thứ gì đó muốn nắm lấy thì cậu sẽ nóng vội muốn chứng tỏ bản thân chu dạ nghĩ từ nhỏ đến lớn mình vẫn luôn một mình vì để tồn tại mình cố tình giả vờ là một người không dễ trêu chọc chỉ có như vậy bọn họ mới sợ mình không dám bắt nạt mình nữa xanh ca lại bảo chu dạ cậu phải nhớ cô gái sau lưng cậu cô ấy mãi mãi không cần cậu dùng bất kỳ thứ vật chất nào để giữ cô ấy lại cũng không cần cậu phải đi lên phía trước che mưa chắn gió vì cô ấy cô ấy chỉ muốn cảm nhận những điều tốt đẹp của thế giới này cùng với cậu cô ấy hy vọng mỗi ngày cậu luôn được vui vẻ chu dạ bảo cái miệng này của cậu bôi mật à sao lại ngọt như vậy xanh ca liền trì vào miệng cô bảo tớ cũng không biết nữa hay là cậu thử xem nói xong cô lại nghĩ ở đây còn có rất nhiều người qua lại hôn nhau ở đây ảnh hưởng không tốt lắm nên cô bảo bỏ đi, đợi lúc không có người thì cho cậu thử. Lúc đến trước tiểu khu xanh ca bảo tớ muốn cậu ở trường tiếp tục học không phải, vì để cậu thi đại học, vậy nên cậu cũng không cần tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tớ muốn đi cùng cậu đến cuối thời cấp 3. Bất ngờ Chu Dạ lại ôm mặt cô mà hôn ngấu nghiếng. Hôm nay xanh xanh dài dòng quá, giống như là một bà cô nhỏ vậy. Cô gào lên cậu nói ai là bà cô nhỏ? Ai dài dòng? Bất ngờ Chu Dạ lại khóa lấy môi cô bằng một nụ hôn nữa. Không phải bà cô nhỏ, là tiểu tiên nữ xanh xanh không dài dòng là lo cho tớ tớ hiểu xanh xanh còn chưa về nhà à còn không đi là không đi được nữa đâu xanh ca liền quay đi vậy tớ đi đây cậu về nhà chú ý an toàn sau khi về chu dạ nói với trình hạo thì cậu ta ngạc nhiên la lên cái gì dạ ca cậu không bỏ học nữa tôi nói bỏ học là xanh xanh khóc như mưa khóc đến mức làm ông đây đau lòng chết đi được như vậy tôi bỏ thế nào được nữa em gái xanh ca đã khóc rất lâu sao chu dạ bảo cũng không phải khóc rất lâu khóc rất to thôi Trình Hạo cười phá lên, ha 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 khóc vài tiếng đã khiến cậu đau lòng chết, dạ ca cậu dễ kiểm soát quá. Còn có thể làm gì được, ai bảo tôi rơi vào tay cô ấy. Thấy Chu Dạ lục lội thì Trình Hạo hỏi ở dạ ca cậu đang tìm gì vậy, tìm sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, trước đây bỏ lỡ quá nhiều tiết học nên giờ tôi phải bù lại. Sau này đến trường không thể phí thời gian như lúc trước nữa, nếu không cô ấy sẽ thất vọng lắm. Vậy cậu còn mua xe không? Mua, mùa đông quá lạnh không thể để cô ấy bị lạnh được. Tôi đã hẹn thi môn một vào tuần tới, khoảng tháng 11 là có thể lấy được bằng. Sau khi lấy được bằng tôi sẽ mua xe ngay." Trình Hạo liền đưa ra tấm thẻ, "Cậu muốn mua xe, anh em ở đây còn có chút tiền, không nhiều nhưng cậu lấy dùng đi." Chu Dạ liền từ chối, "Tôi không dùng đâu, cậu cầm về đi đừng làm vậy với tôi." Trình Hạo lại nói, "Giờ tôi cũng không dùng đến. Cậu muốn làm anh em của tôi thì cầm lấy dùng đi, coi như là tôi trả cậu tiền thuốc thang cho mẹ tôi năm đó." Chu Dạ liền cáu gắt mà hét lên, "Chết tiệt! Trình Hạo cậu nói gì vậy? Tiền đó tôi tặng cho gì, trả cái gì mà trả?" Trình Hạo cười trừ, vậy tiền này cũng là quà gặp mặt tôi tặng cho chị dâu tương lai, hoặc là tiền mừng trước khi hai người kết hôn. Nói xong rồi, số tiền này tôi đưa trước, đến lúc đó không được hỏi tôi tiền nữa đâu nhé. Tôi đi trước đây. Chu Dạ kéo lấy Trình Hạo, lấy thẻ đi ông đây không cần. Không coi tôi là anh em nữa à? Nếu năm đó mẹ tôi bị bệnh tôi không lấy tiền của cậu, thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Chu Dạ bảo hai chuyện này vốn dĩ không giống nhau. Chuyện của gì là cứu mạng người, chuyện này giống thế nào được? Trình Hạo liền ủ rũ mà bảo, Dạ ca, một lần cuối cùng, thẻ này cậu có cầm không? Chu dạ liền nghĩ, trông cậu ta thế này, nếu hôm nay mình không cầm lấy thẻ này cậu ta chắc chắn sẽ rất buồn. Nếu đã như vậy, vậy mình cứ cầm lấy trước, sau này nghĩ cách trả lại cho cậu ta. Thế rồi chu dạ cầm lấy, được rồi thẻ này tôi cầm. Trình hạo dạng dỡ bảo thế mới là anh em chứ. Hôm sau sinh ca nói trước đây cậu đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học. Muốn học tiếng Anh thì chúng ta phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Mọi người liền bàn tán. Trời đất, chu dạ dùng thời gian rảnh để học bù tiếng Anh. Đây có còn là cái tên chu dạ mà tớ quen biết không vậy? Trưa nay tớ còn nhìn thấy cậu ta chủ động tìm sinh ca, để học bù toán lớp 10 nữa đó. Cậu ta trông chăm chỉ lắm, chỗ nào không hiểu là chủ động bảo cậu ấy giảng ngay. Đây chắc là sức mạnh của tình yêu nhỉ? Có thể khiến một chàng trai nổi loạn chủ động học, sinh ca này cũng giỏi đấy chứ. Lúc này thẩm tinh đến bảo dạ ca, hiếm khi có tiết thể dục chúng ta đi chơi bóng rổ một lúc đi. Chu dạ nói không đi, tôi phải ở đây học từ mới. Trình hạo hét lên, dạ ca cậu chịu khó vậy, ngay cả tiết thể dục cũng bỏ qua sao. Xanh ca bảo Chu Dạ cậu đi chơi với bọn họ một lúc đi. Học hành phải kết hợp cả nghỉ ngơi, như vậy mới đạt hiệu quả cao. Vậy tớ qua đó chơi với bọn họ một lúc, có chuyện gì thì cứ gọi tớ. Chu Dạ vừa đi thì Sở Dịch đi đến. Lập tức Xanh ca đứng dậy để giữ khoảng cách, cô hỏi có chuyện gì sao? Sở Dịch nói cuối tuần trường chúng ta sẽ cử hai học sinh đi tham gia cuộc thi đọc được tổ chức trong thành phố, cô đã chọn tớ. Cô ấy còn bảo tớ chọn bạn đồng hành, tớ đã tiến cử cậu. Trưa nay tớ đã nói với cô chủ nhiệm rồi, có lẽ vào tiết sau cô ấy sẽ nói với cậu seng ca nói như trách cậu tiến cử tớ có phải nên hỏi ý kiến của tớ trước sau đó mới nói với cô không cậu làm vậy là đang quyết định thay tớ như thế làm tớ khó xử lắm seng ca nghĩ thầm nếu mình đi tham gia cuộc thi cùng cậu ta chắc chắn sẽ thường xuyên luyện tập riêng với nhau mình không muốn chu dạ vì những chuyện này mà nghĩ nhiều hơn nữa cuối tuần mình còn phải đi khám sức sức khỏe cùng bà vốn không có thời gian đi tham gia mấy cái này sở dịch nói thắng cuộc sẽ có tiền thưởng đó nếu thắng thì tiền thưởng tớ không lấy tớ cho cậu hết tớ không muốn tham gia cuộc thi này cũng không cần số tiền thưởng đó vì sao cậu không muốn đi vậy chuyện này cũng xem như là một cơ hội mà cuối tuần tớ phải đi cùng xanh ca chưa nói dứt câu thì chu dạ từ phía sau đi đến nói đi cùng bạn cùng bàn xanh ca ngạc nhiên quay sang hỏi cậu không chơi bóng nữa à chu dạ nhìn sở dịch nói còn chơi cái gì nữa rồi nói thầm vào tay xanh ca mình sợ chơi lúc nữa là vợ mình bị người ta cướp mất cô hét lên sở dịch tới tìm tớ để nói về cuộc thi đọc của trường chu dạ lại bảo tớ khát rồi muốn uống nước Bên đó còn có nước thầy cô dạy thể dục mua cho chúng ta đó, tớ đi lấy cho cậu một chai. Chu dạ hỏi không phải cậu có sẵn sao? Cô lắp bắp, nước, nước này tớ uống rồi. Chu dạ liền giật lấy mà uống ưng ực. Sở dịch đứng nhìn mà co mày tỏ vẻ khó chịu trông thấy. Chu dạ, cậu đừng uống hết của tớ. Sở dịch bất ngờ hỏi Sen ca, nước này cậu còn muốn uống tiếp. Sen ca liền quay lại quát, không thì sao? Vốn dĩ là của tớ mà. Sở dịch đỏ mặt liền nghĩ, một chai nước hai người uống, không chê bẩn à ta. Chu Dạ cũng ngừng uống mà hỏi cái gì là của cậu. Xanh ca bảo cậu với nước đều là của tớ, đưa nước cho tớ. Chu Dạ nhìn Sở Dịch mà cười nhếch mép mà đắc ý, rồi xoa đầu Xanh ca bảo, bọn cậu nói chuyện tiếp đi, tớ qua đây uống nước thôi. Cuộc thi đọc nếu cậu muốn đi thì cứ đi, đến lúc đó tớ qua đón cậu. Xanh ca nói không cần đâu, cuộc thi đọc tớ không định đi. Lúc này Trình Hạo ngoài sân bóng kêu réo nên Chu Dạ cũng trở ra. Sở Dịch hỏi Xanh ca, cậu gần gũi với Chu Dạ vậy à? Xanh ca nói lớn như muốn Chu Dạ nghe được, tớ với Chu Dạ đang lén yêu nhau đó. Cậu đừng nói cho thầy cô nhé. Cậu với cái loại như chu dạ sao? Sen ca cáo gắt bảo nếu cậu còn muốn tiếp tục nói chuyện cuộc thi đọc thì có thể nói tiếp. Nhưng nếu cậu muốn nói xấu bạn trai của tớ vậy thì tớ sẽ giận đấy. Sen ca, tớ nhất định sẽ để cho cậu nhìn thấy tớ với chu dạ ai phù hợp với cậu hơn. Mình nhớ kiếp trước sau khi mình từ chối sở dịch, cậu ấy không đến tìm mình nữa. Sao kiếp này lại khác vậy? Cô thầm nhủ, bỏ đi, trước tiên không nghĩ mấy cái này nữa, dù sao mình cũng đã nói rõ với cậu ta rồi. Rồi cô đi qua chu dạ mà hỏi, bạn cùng bàn nước ngon không không ngon bằng chai nước trong tay xanh xanh ha ha ngon cũng không cho cậu uống nữa chai này cậu uống sắp hết rồi chu dạ hỏi cuộc thi đọc các cậu vừa nói là vào ngày bao nhiêu đến hôm đó tớ đưa cậu đi cậu nghĩ tớ có đi không chu dạ không nghĩ ngợi mà bảo đi chứ sao lại không đi cơ hội tốt vậy mà nhưng tớ không muốn đi đợi chủ nhiệm lớp đến tìm tớ tớ sẽ tìm một lý do thích hợp bởi vì tớ muốn khiến chu dạ của tớ yên tâm không muốn khiến cậu vì chuyện này mà nghĩ nhiều nếu hôm nay đổi lại là người khác có lẽ tớ sẽ tham gia nhưng là sở dịch thì không được ví dụ nhé có một cô gái biết cậu đã có người yêu nhưng vẫn theo đuổi cậu muốn ở riêng với cậu để làm vài chuyện chuyện này nếu để tớ biết trong lòng tớ chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái cô nghĩ thầm nếu tớ hợp tác với sở dịch làm gì đó cho dù cậu không nói nhưng trong lòng cậu sẽ rất buồn tớ không muốn khiến cậu như vậy trong chuyện tình cảm phải biết cách từ chối phải khiến cho nửa kia có cảm giác an toàn chu dạ bảo yên tâm đi ngoài xanh xanh ra tớ sẽ không lại gần bất cứ cô gái nào khác đâu tớ cũng sẽ không để cậu phải buồn đâu. Lúc này là buổi trưa thứ bảy, bây giờ em đã qua một môn rồi, sau này thầy có thể giúp em sắp xếp thời gian để luyện tập môn thứ hai. Em có muốn ban ngày đến tập không? Hay là muốn tối tập? Nếu là ban ngày thì sớm nhất là 6 giờ sáng có thể bắt đầu tập lái xe. Chu dạ bảo vậy buổi sáng em sẽ đến tập, em muốn một một, em không muốn xếp hàng. Được, không vấn đề. Nhưng phục vụ một một thuộc VIP, em cần phải trả thêm 500 tệ. Vâng, đến lúc đó thầy giao lại xe cho em để em tập sau đó chu dạ gọi điện cho sinh ca bảo tớ bên này sắp xong việc rồi sinh ca hỏi sáng cậu làm gì vậy chu dạ bảo đi làm một chuyện rất quan trọng xong việc thì tớ sẽ nói với cậu buổi chiều cậu có thể ra ngoài chơi không hai ngày trước cậu nói với ngô ưu đã nhiều năm rồi chưa đến khu vui chơi giải trí chiều nay tớ đưa cậu đi có được không cô liền nghĩ lúc đó mình chỉ tuy tiện nói với ưu ưu một câu không ngờ cậu ấy vẫn luôn nhớ trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn ra cô bảo chiều nay sợ là không được rồi bởi vì tớ phải đi cái siêu thị lớn bên cạnh tiểu khu cùng bà đi mua thực phẩm như kiểu mì, gạo, dầu, muối đó, bà tuổi đã cao, tớ không thể để bà xách đồ nặng đi về được. Chu Dạ chợt cảm thấy đau lòng mà hỏi, những thứ này trước đây đều do cậu tự xách về nhà sao? Bình thường những thứ nhà tớ mua đều là gói nhỏ, không nặng lắm, một mình tớ cũng có thể xách được. Chu Dạ liền nghĩ, cô ấy hiếu thảo như vậy, bình thường chắc hẳn thường xuyên giúp bà rất nhiều việc. Cho dù có những việc cô ấy không làm được, cô ấy cũng sẽ cố gắng làm. Chu Dạ liền hỏi vậy mấy giờ cậu chuẩn bị đi siêu thị? bây giờ bà tớ đang ngủ trưa, chắc là khoảng 2 giờ thì ra ngoài. Được, vậy cậu ngủ chưa đi, nửa tiếng sau thì đi. Xanh ca ngơ ngác hỏi tại sao, lát nữa cậu sẽ biết thôi. Sau đó bà nội nói hôm nay mua nhiều đồ như vậy, lát nữa về bà sẽ làm món ngon cho cháu ăn. Bất ngờ cô nhìn thấy Chu Dạ, cô thầm ngạc nhiên. Cậu ấy sao lại mặc áo gai của siêu thị vậy? Lúc này Chu Dạ đi đến lễ phép, cháu chào bà, bà có cần cháu giao hàng tận nhà không ạ? Hôm nay siêu thị bọn cháu đang làm hoạt động, bất cứ ai đến mua đều có thể được giao đến tận nhà cháu là học sinh đến làm thêm, hay là bà gom đơn giúp cháu được không ạ? Học sinh đi làm thêm à, vất vả quá. Không vất vả, bình thường cũng không mệt lắm. Sinh ca liền nói cậu ấy là bạn học của cháu. Hay là chúng ta giúp cậu ấy gom đơn đi ạ? Bà nội nhìn chu dạ mà nghĩ thầm, lớp 12 mà còn phải ra ngoài đi làm thêm, cũng là một đứa trẻ sống không dễ dàng gì. Vậy được, giao hàng hết bao nhiêu tiền cháu nói với cháu bà nhé. Bà khách sáo quá, bọn cháu không lấy tiền, chỉ cần bạn sinh ca đánh giá tốt là được ạ. Lượng hàng bán được hôm nay cháu đã đạt chỉ tiêu, chỉ còn thiếu một cái đánh giá tốt trên app, làm xong là cháu được tan làm rồi. Bà cười hiền bảo vậy được, cảm ơn cháu nhé. Xanh ca bảo để tớ giúp cậu sách nhé. Không cần đâu bạn học, cậu đi dẫn đường cho bà đi. Sau khi đến nhà thì bà bảo Chu Dạ vào nhà uống cốc nước rồi hãng đi. Trong nhà không có đồ uống gì khác, chỉ có nước với sữa bò, cháu muốn uống cái nào? Chu Dạ bảo cháu không khát, cháu cảm ơn bà. Rồi hỏi Xanh ca những đồ này để ở đâu vậy? Sau đó Chu Dạ đem xuống bếp cắt đồ thì phát hiện vòi nước bị hỏng xanh ca nói người sửa chữa đã về quê nên ngày kia mới lên cái này tớ không vặn được nếu không tớ cũng tự thay được chu dạ quay sang hỏi sao không nói với tớ xanh ca ngạc nhiên hỏi cậu biết thay cái này ạ à? biết chớ cho dù không biết tớ cũng sẽ nghĩ cách giúp cậu giải quyết mà không phải để cậu với bà ở đây lo lắng như bây giờ xanh ca lại bảo thực ra cũng không sao cả thợ sửa hai ngày nữa là bất ngờ bà nội đi đến làm cả hai luống cuống mà tách ra bé con à lấy táo cho bạn ăn đi đây là táo bà vừa gọt cháu không uống nước thì ăn ít táo đi bà khách sáo quá cháu thấy vòi nước trong nhà hỏng rồi đúng lúc bây giờ cháu cũng không có việc gì hay là để cháu thay giúp hai người nhé thế này làm phiền cháu quá thợ sửa ngày kia là tới rồi chu dạ liền bảo không sao không phiền đâu ạ à. bình thường xanh ca ở trường cũng hay giúp cháu chúng cháu học bổ túc chuyện này coi như là cảm ơn cậu ấy xanh ca cũng bảo chu dạ cậu ấy biết làm rất nhiều thứ bà cứ yên tâm giao cho cậu ấy đi ạ à. bà dạng dỡ mà hài lòng vậy được cháu vất vả rồi không sao đâu bà đây là chuyện nhỏ thôi mà Bà nhìn Chu Dạ mà nghĩ, đứa trẻ lễ phép lại còn khiêm tốn, trông cũng rất đẹp trai. Lớp 12 mà còn vừa học vừa làm đúng là một đứa trẻ ngoan. Nửa tiếng sau, Chu Dạ bảo thế này chắc không sao nữa rồi. Vừa nãy cháu thử mấy lần thì thấy không bị dò gì nước nữa. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cháu vì đã giúp hai bà cháu nhiều việc như vậy. Bà khách sáo quá, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Đúng rồi cháu trai, cháu tên là gì? Cháu họ Chu, tên chỉ có một chữ Dạ, Chu Dạ. Bà nghe xong thì liền khen cái tên rất hay. Xanh ca bảo giờ cũng sắp 5 giờ rồi, hay là chúng ta bảo cậu ấy ở lại ăn cơm đi ạ. Hôm nay cậu ấy xách đồ cho nhà mình lại còn giúp sửa vòi nước nữa. Cả hai đều là bạn học, nếu cứ để cậu ấy đi như vậy thì cháu cũng thấy áy náy lắm. Được được được, Chu Dạ ở lại ăn cơm đi. Vừa đúng lúc nhà bà cũng mua rất nhiều đồ, tối bà sẽ làm món ngon cho hai cháu ăn. Sau bữa tối xanh ca bê chén xuống rửa, thì Chu Dạ lẽo đẽo theo sau này nỉ muốn rửa cùng cô. Thì bà nội đi xuống kéo cậu ra mà nhỏ tiếng, bà thấy cháu là một đứa trẻ ngoan. Bà có một yêu cầu quá đáng, bà với cháu gái vừa chuyển đến đế kinh không lâu cháu bà thương bà lắm cứ chỉ nói chuyện tốt với bà con bé vừa chuyển trường cũng không có bạn bè gì bà sợ con bé ở trường bị bắt nạt hay là bị tủi thân mà không nói với bà chu dạ nhìn sang xanh ca đau lòng thầm nói có chuyện buồn phiền mà không nói cả với bà mấy năm nay cô ấy vẫn luôn để trong lòng sao bà bảo đây là số của bà nếu con bé ở trường bị bắt nạt hay xảy ra chuyện gì phiền cháu nói với bà một tiếng có được không chu dạ nhận lấy bảo bà yên tâm đi ạ sau này cháu sẽ giúp bà trông chừng xanh ca không để người khác bắt nạt cậu ấy nếu có người bắt nạt cậu ấy cháu sẽ nói với bà ngay bà nhẹ nhõm bảo được đừng nói với cháu bà nhé nếu không con bé lại trách bà nhiều chuyện đấy vâng ạ cháu không nói với cậu ấy xanh ca dạng dỡ nghĩ thầm trông bà có vẻ khá thích chu dạ sau này mình phải tạo thêm nhiều cơ hội để chu dạ nói chuyện với bà nhiều hơn dần dà bà sẽ nhìn ra nhiều ưu điểm của chu dạ sẽ cảm thấy cậu ấy là một người xứng đáng để cháu gái bà giao phó cả đời cho cậu ấy video xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé